Nói con á, con ráng giữ bình tĩnh, có gì con liên lạc với mấy chú với mẹ với ông bà ngoại đi, chứ giờ mẹ đã giống như là nửa chết nửa sống dọc đường vậy nè, mẹ không biết làm sao luôn á. Con đâu có nghĩ con thương mẹ, mẹ nuôi con bao nhiêu năm đâu, tới bây giờ con làm cho mẹ khổ như vậy, con muốn đi đâu? Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nhá. Dạ. Chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị gái tên là gì và đến từ đâu? Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Loan. Em hiện đang ở ha, ở trọ thì ở bên 1279 của tổ 2 ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi. Dạ. Hôm nay chị gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ em có con bé, con á, năm nay nó 18 tuổi, nó đi làm ở khu công nghiệp Đông Nam ở Củ Chi á. Hôm chiều 26 tây á, em tăng ca, nó có mượn điện thoại của con dì, nó nói là dì ơi cho con mượn điện thoại con gọi về cho bà ngoại con, bữa nay mẹ con tăng ca, con dì nó mới cho nó mượn điện thoại, nhưng không ngờ nó gọi cho bạn nó, là chiều nó gọi xong số điện thoại là nó xóa luôn, nó xóa số điện thoại là nó gọi cho người ta là nó xóa luôn cái số đó luôn. Dì nó cứ nghĩ là nó mượn điện thoại gọi về cho bà ngoại, nhưng mà không ngờ nó không có gọi cho bà ngoại, là chiều 26 tây là nó đi tới bây giờ. Mà ha, hồi hôm bữa tối 26 em về tăng ca về em tìm nó, thì em like trên Facebook á, thì em giao ngón tay thì nó có coi xong rồi nó chặn hết Facebook, Zalo rồi luôn, nó không cho vô truy cập nữa. Chị like trên Facebook là like để tìm con hay như thế nào? Chỉ nhà like chơi ha. Like chơi thôi, kiểu giống như Messenger thì đưa ngón tay lên vậy thôi, là ha, nó nhảy xuống nó coi rồi xong là nó chặn hết Facebook luôn. Hôm nay ông xã của chị đâu, sao không về đây cùng với chị? Dạ ổng hồi đó lấy xong rồi ha, ổng bỏ, ổng đi lấy vợ khác rồi. Trời mình ơi. Là mẹ đơn thân nuôi con. Mẹ đơn thân bao nhiêu năm rồi chị ha? Từ 2005 tới giờ anh, từ 2004 tới giờ. Lấy chồng năm 2004 là 2005 sanh bé tới bây giờ, rất lâu rồi. Một khoảng thời gian mười chín năm rồi, 18-19 năm rồi. Vậy rồi là tối ngày 26 tháng 10 là con nhà mình bỏ đi. Và hôm nay là ngày 28. Dạ là đi 2 ngày rồi. Nhưng hôm qua em có báo với xã Trung An á, thì xã nói là 24 tiếng đồng hồ kia mới báo được. Nên giờ em nhờ cũng không biết đi đâu nhờ ai hết, nên em cũng nhờ mấy anh. Rồi có gì về xã nhờ. Thì đủ 24 tiếng thì chị tiếp tục về trình báo cơ quan chức năng nơi mà chị đang hiện tại đang tạm trú. Mình là quê gốc ở đâu chị? Dạ quê gốc em thì Quảng Nam, nhưng mà nhà em chuyển hộ khẩu vô tỉnh Bình Phước ở ở xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Và lập nghiệp thì hiện tại là ở Củ Chi. Dạ giờ em đang đi làm công nhân ở Củ Chi. Hiện tại thì mình sinh sống ở Củ Chi đó, nó gồm mấy người? Dạ hai mẹ con. Có hai mẹ con ha. Dạ. Con gái nhà mình làm công việc gì? Dạ con gái nhà em làm ở công ty Quy Định ở khu công nghiệp Đông Nam anh. Theo như chị, con gái nhà mình có ngoan không? Nó thì nó rất là ngoan, từ hồi trước tới giờ nó ở với bà ngoại nó rất là ngoan. Có hôm tháng 7 nó xuống đây, nó vẫn đi bán shop quần áo cho shop trường ở Trung An, ở ngay chỗ công ty Sâm Hô á. Xong rồi em thấy nó đi làm cực quá, chủ nhật cũng đi làm nữa. Chứ người ta bán hàng á, lúc người ta vui vẻ, người ta có khách á, thì người ta vui vẻ với con mình, lúc không có khách thì người ta cũng hay chửi con mình. Em mới nói mới đủ tuổi là vừa 28 tháng 9 nó vừa đủ tuổi, em cho về quê nghỉ, về quê nghỉ hết mười mấy ngày á. Xong mới làm hồ sơ cho nó vô khu công nghiệp Đông Nam làm. Thì cháu mới làm có hôm 14 tây tháng 9 thôi, vừa rồi là cháu lãnh lương là được nửa tháng. Nhưng bây giờ cháu qua tháng mới cháu làm thì tới chiều 26 tây cháu vẫn còn đi làm, mới là bỏ đi là chiều 26 tây đây. Lúc 6 rưỡi ra ca cháu mới đi. Trước cái ngày 26 thì chị có nhận ra con mình có dấu hiệu gì bất thường không? Không, cháu về vẫn bình thường, về em vẫn cho mượn điện thoại thì ha, điện thoại cho bà ngoại rồi nó lướt Facebook để chơi thôi, chứ nó không có thoát Facebook em ra luôn. Nó không gì hết nè, em cũng đâu có dấu, em cũng đâu có nghi ngờ gì đâu. Chị có la dạy gì con không? Có lúc mà trước đây khoảng nửa tháng á, có bạn bè nó rủ, nó có mấy đứa ở trên Bình Phước á, xuống đây kiểu cũng giống như là quen bạn ở trên Facebook, quen cái thằng nào ở dưới Đồng Tháp á, rồi nó mới bỏ nhà nó xuống dưới bên Thuận An, ở ngay chỗ khúc mà bệnh viện Phúc An Khang bên Thuận An Bình Dương á. Thì nó có xuống đó, nó có rủ con em đi qua đó chơi. Thì sáng con em nó đi làm, nó mẹ ơi con bệnh, cái em mới nói là con về con ráng đi làm để mẹ mua thuốc cho con uống, rồi chiều mẹ về 5 giờ mẹ chở đi khám. Nhưng nó đi xuống công ty xong em mua đồ ăn sáng cho nó, xong nó không có vô trong công ty, mà nó đi, nó điện cho, nó mượn điện thoại của người ta, nó điện cho mấy đứa bạn nó bên Thuận An Bình Dương á, qua chở nó đi khám bên bệnh viện Phúc An Khang á. Em về 5 giờ em tức quá, em mới điện cho bà ngoại có xuống, em có quýnh nó hết mấy cây á,
em có lấy cây em quýnh nó hết mấy cây, em tức quá em có đập luôn điện thoại của nó luôn, là lúc đó có bà ngoại ở đó luôn. Lúc đấy mà ngày hôm đấy con mình có đúng bệnh không? Không, kiểu mấy đứa nó ở trên nhà trên Bình Phước á, là nó con kiểu, nói dối đúng không? Nói dối đi bỏ đi chơi vậy á. Lấy lý do đi chơi. Dạ. Hôm đấy mình đánh con mình con đánh có đánh nặng tay không? Không, em chỉ đánh mấy cây kiểu giống như tức quá mình lại cái cây chổi quét nhà của mình cán nhựa đó, em quất nó 3-4 cây á, em nói vậy nè. Mẹ nói cho con nghe nè, bây giờ ha nó dụ dỗ con đi, nó bán con vô động mại dâm hay là nó hiếp dâm con chết á ha, mẹ cũng không biết được, nó giục xong là chợ chết luôn ở Bình Dương, con biết rồi, đất Bình Dương chứ không phải như đất Củ Chi đâu. Bình Dương giờ rất là phức tạp, thậm chí như bản thân em nè, đi làm ở bên Bình Dương về viết ship 2 về đây mà em chạy xe ha, nhiều lúc mình chạy mà thanh niên nó còn ép vô, nó còn hỏi, nó còn ha còn vỗ vai mình đây, huống gì tụi nó. Chị cho em hỏi này, tất cả các mối quan hệ bạn bè của con gái nhà mình, bản thân chị là mẹ, chị có nắm bắt được không? Rồi nó quen đâu, tạng trên Facebook quen ở đâu, Đồng Tháp, rồi ở Đồng Nai, rồi ở Sóc Trăng, rồi ở Bình Phước, nó quen tùm lum hết đó. Ngoài công việc đi làm về, con gái mình sử dụng điện thoại nhiều không? Điện thoại thì nó, em không có cho sử dụng, em giữ điện thoại chừng nào mà em về thì em mới cho xài thôi. Tức là chị quản lý được vấn đề về điện thoại. Có bao giờ chị thấy con gái nhà mình nhắn tin hoặc gọi điện với ai đó trên các trang mạng xã hội không? Có. Nam hay nữ? Nam không luôn, quen đâu ở ngoài Bắc, rồi ở ngoài Thanh Hóa, rồi đâu Đồng Tháp, rồi ở tùm lum hết vậy. Rồi quen mấy cái người nào ở ngoài á ha, cái gì mà viết tàn tiếng Trung Quốc không nữa. Mà em rầy riết, em mới mua điện thoại mới cho em mua được 2 tháng, cái 4-5 triệu bạc em cũng đập em bỏ luôn. Vậy trước giờ mình đập mấy cái điện thoại rồi hả? Mới đập có một cái này thôi, còn cái trước á là em không cho nó xài, là em gửi về cho bà ngoại rồi. Em mới mua cái này đây khoảng được 2 tháng, cách đây 2 tháng này là em mới đập. Em thấy nhỏ nhỏ mà cũng nóng tính ha. Em nói không được, em bực bội quá. Rồi chị, em có đập. Chị gái năm nay bao tuổi rồi? Dạ 35 tuổi. 35 mà con 18 rồi hả? Dạ. Chị giỏi ha. Nhưng mà tiếc rằng cuộc đời của chị cũng vất vả khổ. Đúng không ạ? Mẹ đơn thân mà một ngần nấy năm trời để nuôi con. Em hỏi một cái điều tế nhị thì chị có thể chia sẻ cũng được, mà không thì cũng được, không sao nhá. Là trong ngần ấy năm trời là chị đã đi bước nữa, hoặc là có người nào để mà bầu bạn với chị chưa? Thì cũng có người thương nhưng mà đây không có thương. Dạ. Là mình đã khổ một lần rồi ha. Ừ. Là mình quyết tâm là mình cố gắng để nuôi cho con. Dạ. Thành người có tương lai đúng không ạ? Mình không nghĩ đến cái việc mà bản thân của mình đúng không? Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này thì mọi thứ đang xáo trộn trong gia đình. Ừ. Thật sự tới giờ phút này thì chị rất lo. Chị sợ nhất con gái nhà mình lần này đi sẽ gặp điều gì? Dạ. Thì cũng sợ đi ra đường hay lỡ anh nó hạ bán vô động mại dâm, hay là nó bán đi Trung Quốc, hay là nó bắt mình chuộc tiền. Hôm qua có nhắn tin cho cái thằng bạn của nó hỏi con Uyên nó có qua đó không con, nó kêu có. Cái hôm bữa là nó có điện cho con nhà này á, nó nói với con nhà này á, mày nói mẹ mày á cho tao mượn 10 triệu. Cái con nhà này nó mới nói là mẹ ơi, bạn con nó nói mẹ cho nó mượn 10 triệu, tao nói mày làm với tao kho nhà băng rồi. Tao đi làm tao nuôi mình mày, tao cũng muốn chết với ông bà ngoại nữa, tao muốn chết để tiền đâu mượn 10 triệu. Xong cái đây hôm qua đây mới như Facebook nhắn tin đó, con ơi có Uyên bên đó không, nó nói có. Xong cái nó nói cho nó vay 10 triệu đây mới nhắn tin đó. Thằng em trai nó mới qua nó nói vậy nè, thì mày chỉ địa chỉ đi, cháu tao có ở bên đó không á thì tao qua tao cho mày mượn 10 triệu. Xong rồi nó thoát Facebook gọi điện hoài luôn, nó không bắt máy nữa. Đó cũng là một cái thông tin rất là quan trọng. Con gái nhà mình khi đi ngày 26 có đem theo phương tiện quần áo tài sản gì đi không? Không, chỉ có đi làm là sáng em cho 40 ngàn, em biết là em tăng ca, em cho nó 40 ngàn, là chiều nó về xe buýt hết 6 ngàn, với trưa uống nước 10 ngàn, còn 20 ngàn là ăn tối thôi, với nó còn lại 10 ngàn là chỉ có 50 ngàn thôi, với cái thẻ căn cước thôi, nó lấy đi mỗi thẻ căn cước thôi, còn vàng của em để trong bóp, em để trên đầu tủ là nó không lấy một cái gì hết á. Không lấy hả? Nó đi là nó chỉ bận một bộ đồ của công ty ra ca là nó đi luôn thôi. Trước giờ con gái có bỏ đi như vậy lần nào chưa? Chưa ha. Con gái có bao giờ cãi hỗn hào với mẹ với bà ngoại không? Chưa bao giờ hết, rất ngoan ha. Chắc con gái cũng thấy mẹ khổ vất vả đơn thân nên con gái cũng thương. Chị bình tĩnh nha. Trên cái video này chị có điều gì chị muốn tâm sự nhắn gửi tới con của mình, nói để con mình hiểu, cảm nhận được tình thương của mẹ để con quay về? Nói con chỉ có về thôi, chứ mẹ không có nói gì đâu. Bà ngoại cũng ở nhà chết lê chết xuống rồi. Ông bà ngoại đi về Quảng Nam đám ma rồi. Còn bà ngoại ở nhà chết lê chết xuống, mẹ ở đây mấy ngày không ăn rồi đi tìm con chạy té lê té xuống. Thật sự rất là buồn.
Tới giờ phút này chị đang hoang mang, chị lo sợ nhất rằng con gái của chị sẽ bị sập bẫy các đối tượng xấu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và thậm chí tới giờ phút này thì chắc chắn rằng những đối tượng xấu có thể rằng là đã và đang ép buộc cũng như khống chế, dạ, để đưa con gái nhà mình làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật. Dạ đúng rồi. Sau ngày hôm nay đủ 24 tiếng chị về nơi mà chị đang tạm trú gần nhất để mà chị trình báo cơ quan chức năng nhá. Dạ. Nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ nhá chị nhá. Dạ. Hy vọng rằng cái video này khi mà đăng tải lên, hy vọng con gái xem được video thấy mẹ của con lặn lội từ Củ Chi về đây nhờ các chú, các anh đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Hy vọng rằng con đang ở đâu đó hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với mẹ. Bởi vì con là con gái, thứ nhất con gái, ngoại hình của con rất là xinh xắn và dễ thương. Con chưa từng va chạm ngoài đời, ngoài đường, chưa từng biết được ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy chờ sẵn. Và đặc biệt rằng tới giờ phút này chưa biết con ở đâu, làm gì, như thế nào và có được an toàn hay không. Thì chú hy vọng rằng con gái 18 tuổi rồi, nhận thức, thấu hiểu và nhìn nhận ra được vấn đề, hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với lại mẹ. Nếu như mẹ có la dày gì cũng phải thông cảm và thương cho mẹ. Bởi vì là mẹ có la thì mẹ tốt, muốn tốt cho con mẹ mới la. Không có ai thương con bằng gia đình và cha mẹ hết. Nên chú hy vọng rằng con gái hãy cảm nhận được cái tình thương của mẹ để mà quay về. Còn trường hợp như tới giờ phút này mà con đang bị khống chế hoặc ép buộc mà không về được thì con hãy bình tĩnh, tìm đủ mọi cách để liên lạc với các chú của đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Chị còn điều nào chị tâm sự với con nữa không? Nói con á, con ráng giữ bình tĩnh, có gì con liên lạc với mấy chú, với mẹ, với ông bà ngoại đi. Chứ giờ mẹ đã giống như là nửa chết nửa sống dọc đường vậy nè, mẹ không biết làm sao luôn á. Con đâu có nghĩ con thương mẹ, mẹ nuôi con bao nhiêu năm đâu, tới bây giờ con làm cho mẹ khổ như vậy. Con muốn đi đâu mẹ cũng cho, con muốn đi Vũng Tàu mẹ cũng dẫn con đi, con muốn đi về với ông cố bệnh mẹ cũng lo cho con đi. Rồi hôm vừa rồi con bệnh á, con hụt hơi con thở không được. Tối thứ bảy con hụt hơi mẹ cũng đưa con đi cấp cứu, sáng chủ nhật mẹ cũng 18 tay, mẹ sáng 15 tay, thứ 10 mẹ cũng đưa con đi đại học y dược khá bánh mấy triệu bạc. Đâu phải là mẹ không thương con đâu, mẹ thương con hơn là gì đâu, hơn bản thân của mẹ nữa. Thậm chí mẹ đi làm mẹ ráng tăng ca kiếm tiền để nuôi con. Con thấy không, con muốn cái gì á, mẹ cũng mua hết, thậm chí điện thoại mẹ cũng mua vàng dòng, mẹ cũng mua áo quần, mẹ cũng sắm cho con. Con nó muốn mua xe, mẹ nói thôi ráng đi, cuối năm rồi mẹ lãnh tiền thưởng rồi mẹ làm, mẹ gom cho mua cho con chiếc xe. Sao con nỡ đành đạn con bỏ mẹ mà con làm như vậy với mẹ hả? Con còn thương mẹ nữa hay sao vậy? Con thấy mẹ không với gì ba với cổ không, rất là thương con tới nỗi cổ phải bỏ làm đi kiếm con nguyên một ngày hôm qua. Con đâu có nghĩ con thương bà ngoại. Bà ngoại bị cao huyết áp nữa, bà ngoại bây giờ đang bệnh nữa. Con thấy bà ngoại đôi xuống đây với mẹ đi đi đăng phân lên đi tìm con. Con đâu có nghĩ là bà ngoại nuôi con từ hồi lúc nhỏ, lúc con tới nỗi mà con bị nang đường mật ha, già ráng nuôi con tới năm người bác sĩ kêu 10 tuổi mới mổ được, mà mới có 7 tuổi ông bà ngoại cũng phải ráng chạy tiền mẹ đi làm để nó kiếm tiền gửi về 40-50 triệu để mổ cho con. Con có thấy là cái cảnh mà con nằm dưới nhi đồng một tháng mấy trời, nhà không gặp được con không? Con nằm ở trong đó bác sĩ lo cho con từng ly từng tí, từng miếng ăn, giặt vô áo quần hấp cho con, chờ con ngày con mổ ra một tháng mấy trời. Con có nghĩ cái cảnh mà mẹ phải đi làm vất vả ông bà ngoại nuôi con ha, tới 7 tuổi để đi mổ cho con. Con không còn thương ông bà ngoại nữa hay sao vậy Uyên? Thật sự mà nói thì một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà ngần nấy năm trời để nuôi con, tới giờ phút ngày hôm nay 18 tuổi thì thật sự trải qua rất nhiều vất vả và khó khăn. Em bản thân em ngồi đây nhưng mà em rất nghẹn lòng khi mà nghe cái câu chuyện của chị chia sẻ. Thật sự chị cố gắng nha. Dạ. Cố gắng. Hy vọng rằng khi cái video này đăng tải thì một ngày gần nhất con gái sẽ quay trở về để mà đoàn tụ cùng với chị. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất đáng lòng. Rất hy vọng rằng khi cái video này có tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, rất mong được sự chung tay góp sức chia sẻ lan tỏa của tất cả cô chú anh chị để hy vọng một ngày gần nhất con gái sẽ quay trở về để đoàn tụ cùng với lại chị gái đây. Thì cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như là khuyên bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại mẹ. Và em cũng có một cái lời khuyên với chị, dù có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không dùng đòn roi với con. Bởi vì tới giờ phút này thì con cũng đã trưởng thành rồi, 18 tuổi rồi ha. Mình nói để cho con hiểu
mình không nên dùng đòn roi, và cái đặc biệt là mình không nên đập điện thoại như cái trường hợp vừa rồi ha. Dạ. Tại vì của mình làm ra mình đập thì mình rất là tiếc, bởi vì cái đồng tiền bây giờ kiếm rất là khó, mà đặc biệt là chị hiện tại đang làm công nhân đúng không ạ? Dạ đúng. Những ngày tháng này là những ngày tháng thất nghiệp. Dạ đúng. Lương rất là eo hẹp, mà chi phí cái đồng chi phí đồng ra đồng vào thì rất là lớn. Mình đập rồi mình lại mua thì thật sự cái công sức mồ hôi nước mắt của mình đi làm cực khổ thì rất là tiếc đúng không ạ? Yeah. Em biết được rằng là các anh chị em công nhân hiện tại bây giờ đi làm rất là áp lực đủ mọi thứ hết. Đi làm nào là cán bộ rồi nào là áp lực về sản phẩm hàng may không ra. Đúng thậm không? Chí ha, mẹ đi làm con có hiểu không? Hôm qua mẹ nghĩ là mẹ đi kiếm con, bà tổ trưởng chửi mẹ ha. Hôm nay bà còn điện, bà hỏi mẹ xong đi làm, nhưng mà mẹ nói là giờ em chưa tìm được con em chưa có tâm trạng được, có bây giờ em có vô em cũng không làm được hàng nữa. Con em là hơn. Bây giờ em thất nghiệp ở chỗ này thì em về quê em đi hái cà phê hay là em đi làm mướn cũng còn hơn. Chứ còn con em hả? Em không bây giờ em bỏ được. Gọi là đang trên cái nguy cơ khả năng bị đuổi việc rất là cao. Thì em biết rằng như vậy, nhưng mà ha, em cũng nói với tổ trưởng bây giờ con em là vẫn con em mà không lẽ em nuôi chừng đó năm, không lẽ hả? Phỉ hả? Mấy trăm ngàn một ngày mà em lại bỏ con em. Hy vọng rằng cái video này đăng lên thì các cấp cao của chị, tổ trưởng, cán bộ, những người quản lý chị xem được, thông cảm và hiểu cho chị. Bởi vì không có cha mẹ nào là bỏ được con cái hết, nên mà rất mong rằng những người quản lý của chị phải hiểu và thông cảm, tạo điều kiện cho chị nghỉ ít ngày để chị đi tìm con chị ha. Dạ. Rất hy vọng cái điều đấy để cho mọi người để thông cảm. Chị còn điều nào chị muốn nhắn gửi và nhờ cầu cứu tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước không? Em cũng nhờ ha, trước thì cũng nhờ ha, mấy anh đó, ha, hiệp sĩ đi đường phố với ha, anh Hải rồi với các anh chứ ha, mấy anh công an rồi thì cũng mau tìm cho ha, bé quay về với gia đình. Chứ một mình em ha, anh cũng biết đó, một mình em á, em chạy riết em tìm cũng đâu có được đâu. Vợ ha, đâu biết bé ở đâu đâu mà tìm. Vợ Facebook cái này kia nó chặn hết luôn rồi, nó đâu có cho em vô coi được đâu. Sài Gòn rộng lớn lắm. Dạ. Một người phụ nữ mà rất là mong manh như thế này thì sao mà chị tìm được? Chị biết đường nào chị tìm? Thứ nhất là gọi điện cho mấy đứa bạn của nó hỏi á, thì mấy đứa đó em biết là nó đang ở bên khu Thuận An Bình Dương đó. Nhưng mà em gọi điện cho nó cứ nói là dì ơi giờ con không có ở đây nữa, con đi theo bồ con về Đồng Tháp rồi. Nhưng mà em biết là nó đang còn ở bên Bình Dương đó. Tụi nó vẫn ở Bình Dương chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ mình gọi cho tụi nó thì tụi nó cứ nói là tụi nó không có ở bên Bình Dương, tụi nó đi theo bồ nó về Đồng Tháp. Những cái thông tin của chị thì anh em sẽ ghi nhận để dựa vào những cái thông tin để lần ra dấu vết để tìm con gái nhà mình. Chị nha, nên chị cứ cố gắng ha. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì em thấy chị rất là nhỏ con, rất là chị được 39-40 kg không? Dạ, cỡ đó hả? Gầy quá. Về cố gắng nha. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe thì anh em sẽ giúp cho chị yên tâm nha. Dạ. Khi chị về đây thì anh em giúp cho chị hoàn toàn miễn phí chị nha. Dạ, em cũng biết, em cũng cảm ơn. Giúp miễn phí nhưng mà anh em giúp hết sức mình nha. Dạ. Nên chị cứ yên tâm. Thì thôi, cuối video này thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho chị thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt rằng cái điều vi diệu, cái điều phép màu sẽ xảy ra. Một hai ngày tới thì con gái sẽ quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Yeah. Chị nhá. Thì cái toàn bộ cái thông tin sự việc khi mà hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm con thì chị chia sẻ có đúng cái sự thật không? Dạ đúng luôn. Nếu sai? Dạ để cho em nghe điện thoại. Dạ vâng, mời chị cứ ngồi đấy chị nghe đi. Dạ alo. Dạ dạ đúng rồi chị à, anh ơi. Dạ chào chị nha. Em là nhân viên Lê Thanh Tử ở bên chính quyền tổng bộ cao tốc. Điều rồi em có kiểm tra chị Thanh Loan hộ nhu cầu bảo vệ ở đây. Cũng như vậy chị hai lần rồi ạ, cho chị cũng kiểm tra đây ạ. Dạ. Em kiểm tra là quá hoàn chính xác nên gửi thông báo về cho chị. Chị ngân hàng của mình lấy sao của chị Thanh Loan. Alo, là sao anh? Là sao? Chào anh. Chào anh. Chị Thanh Loan có một đơn hàng ở bên em ạ. Anh ra đầu mỏ lấy cho hàng chị Thanh Loan nhé. À, đơn giao hàng hả anh? Dạ vâng ạ. Dạ rồi, chị đang bận chút xíu nữa nhá, chị liên lạc lại nhá, anh thông cảm nhá. Dạ, chị đang bận chút xíu. Dạ rồi. Có đơn hàng gì đấy, tí nữa về lấy. Ờ anh ơi, đơn hàng của ai gửi cho em vậy? Chị tắt máy đi, cái việc đấy không quan trọng.
tí nữa mình nói chuyện xong nhé. Tại vì cái số này em không có. Tí nữa em sẽ tư vấn cho chị về cái vấn đề này. Có thể chị đang gặp lừa đảo nhá. Còn cái việc này mình làm gián đoạn ảnh hưởng tới tất cả cô chú anh chị nhá. Thì toàn bộ cái thông tin sự việc chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ đăng tìm con lên khắp các trang mạng xã hội thì có đúng cái sự thật không? Dạ đúng anh. Nếu sai? Nếu sai thì hai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải thông tin tìm con cũng như là câu chuyện của chị lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ có. Dạ rồi thì thôi thì cuối video này em chỉ biết chúc chị là nhiều sức khỏe nha. Dạ em cảm ơn. Và cố gắng nha. Dạ. Và hy vọng một hai ngày tới con gái sẽ về để đoàn tụ với gia đình mình. Dạ. Và em hy vọng rằng là chị phải kiềm chế tính lại nha. Dạ. Mình có cách có hướng để mình giáo dục con nha. Dạ. Dạ rồi thì em cũng thay mặt đội hiệp sĩ người Thanh Hải, thay mặt chị gái xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin chào và xin hẹn gặp lại. Dạ, em cũng cảm ơn hai đồng hiệp sĩ.